Bộ phim hôm nay dựa trên một câu chuyện có thật, luôn được đánh giá là bộ phim Hàn Quốc hay nhất mọi thời. Nữ luật sư này đang bào chữa cho một vụ án đã 20 năm. Vụ án ấu dâm từng làm rúng động Hàn Quốc. 20 năm trước, nam chính Yeong-gu và cô con gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào một cửa hàng. Bởi cô bé này rất thích chiếc ba lô có hình thủy thủ mặt trăng. Ông bố vui mừng vì ngày mai lĩnh lương là có thể mua cho cô bé. Nhưng vừa nói xong thì đã có người mua mang đi rồi. Yeong-gu ngây thơ xông vào cửa hàng nói xin đừng mua nó. Ông bố nhà giàu kia nhìn nam chính thì đã thấy khinh thường. Vì ông ta giàu còn Yeong-gu thì nghèo bẩn. Yeong-gu thật thà xin cô bé trả lại. Ông bố kia vốn đã ngứa mắt lên lao vào đấm thẳng mặt Yeong-gu. Về căn bản tên giám đốc này không muốn người nghèo động vào kèo làm bẩn con hắn. Hai bố con chỉ biết buồn rầu nằm thức cả đêm. Yeong-gu hứa nhất định sẽ tìm mua được chiếc cặp sách đó. Ji-sung mỉm cười, bố ơi không cần vậy đâu. Nói thêm rằng Yeong-gu tuy làm bố nhưng tâm hồn ngây thơ chỉ như em bé 3 tuổi. Cô bé biết bố mình nghèo nên cực kỳ biết điều, luôn chuẩn bị nước nóng và dặn dò bố cẩn thận trước khi đi làm. Và đúng hôm nay là ngày nam chính được lĩnh lương. Việc đầu tiên Yeong-gu nghĩ là phải đi mua cặp sách cho con gái. Đúng lúc này bé gái hôm qua bước đến. Cô bé muốn chỉ cho Yeong-gu cửa hàng đang bán chiếc cặp sách này. Lập tức bé gái dẫn nam chính đi mua cho nhanh. Vì chạy nhanh trơn trượt nên bé gái ngã xuống. Yeong-gu vội vàng hô hấp nhân tạo để cứu bé gái kia, khiến một phụ nữ đi ngang qua nhìn thấy bắt đầu hiểu lầm, nghĩ rằng Yeong-gu giết người nên vội chạy đi báo cảnh sát. Ji-sung không biết bố mình bị bắt cứ trở hoài tới đêm. Phía bên này cả sở cảnh sát đã nhốn hết cả nhào. Lũ cảnh sát chỉ nghe thoáng qua là Yeong-gu giết và hiếp một đứa trẻ, lập tức bị cảm xúc che đi lý trí bắt đầu đánh đập Yeong-gu. Phóng viên vì cũng muốn câu view giật tít, chưa có kết luận nhưng đã phán đây là một vụ trả thù. Giết hiếp đứa trẻ chỉ vì bị giám đốc kia mua mất cặp sách. Người dân nghe thấy ấu dâm đã cực kỳ phẫn nộ. Lập tức cảnh sát cho dựng lại hiện trường, bắt Yeong-gu phải thực hiện lại hành vi hôm trước. Vì Yeong-gu ngây thơ nên cảnh sát bảo gì cũng cứ làm theo. Trước tiên là hô hấp nhân tạo, rồi cởi quần cô bé để cho máu huyết lưu thông. Tên cảnh sát nói mau cởi quần của anh ra nữa, rồi chúng tôi sẽ cho về nhà gặp lại con gái anh. Yeong-gu ngây thơ nên tất nhiên chỉ biết nghe lời. Tất cả mọi người đã mặc định Yeong-gu hiếp giết, nên mấy tên cảnh sát chó má cũng muốn làm qua qua cho nhanh. Bởi cô bé bị chết là con của sở trưởng cảnh sát, nếu để nguyên nhân là đường trơn trượt sẽ không hài lòng ông ta, khiến người dân tin tưởng 100% và càng ngày càng phẫn nộ. Phía khác, chúng ta có trưởng trại Gia Min Hoan là một người chính trực. Chỉ nghe qua có phạm nhân giết người và hiếp dâm trẻ em, trong lòng đã nổi lên một cơn căm giận phừng phừng. Yeong-gu thì chỉ lo cho con gái ở nhà sẽ buồn, nên một mực lao đến gọi điện. Trưởng trại không thể kìm nổi nữa đánh đập Yeong-gu hết sức, rồi tống anh vào buồng giam số 7, một phòng giam chỉ dành cho những người phạm tội nặng nhất. Trong đó có ông trùm xã hội Dan Su. Khi biết được tội danh của Yeong-gu là hiếp giết bé gái, đến cả bọn tội phạm khét tiếng cũng không thể nhịn nổi cơn điên. Mọi người không biết Yeong-gu bị oan nên trùm chăn vừa đánh vừa chửi. Bởi đây được coi là tội ác man rợ nhất trong lịch sử loài người. Phía bên này Ji-sung đã được đưa vào trại trẻ mồ côi. Nam chính nhớ con chỉ biết viết tên con mình lên cát. Nói thêm rằng ông trùm tội phạm Dan Su tuy đi tù nhưng có quan hệ rất tốt với cai ngục, giả vờ ném bóng ra ngoài, rồi chỉ vài giây sau quả bóng được ném trả lại. Và bên trong là rất nhiều đồ tiếp tế. Yeong-gu lúc này nhìn thấy một kẻ đang mài vật nhọn, có vẻ chúng đang muốn giết đại ca Dan Su. Yeong-gu thấy vậy vội vàng chạy ra đỡ cho Dan Su một nhát, chấp nhận lấy thân mình hy sinh cứu người. Sau việc này Dan Su rất muốn trả ơn, hỏi nam chính cần gì thì anh ta cũng có thể đáp ứng. Tất nhiên Yeong-gu chỉ cần một điều, đó là được gặp con gái Ji-sung. Rất nhanh chóng nhờ mối quan hệ của mình, đại ca Dan Su đã sắp xếp một buổi biểu diễn có cả Ji-sung vào trại giam, rồi túm luôn cô bé cho vào hộp xốp rồi anh tóc dài vận chuyển đi. Trải qua bao nhiêu gian nan sóng gió cạm bẫy, cuối cùng Ji-sung cũng vào tới được phòng giam. Khoảnh khắc này hai người vui sướng không biết nói gì nữa. Sao bố lại biến mất mà chẳng nói gì với con? Mà sao chỉ có vài hôm mà con đã gầy sọc đi vậy? Anh áo xanh sợ bị phát hiện sẽ tăng hình phạt, nên vội hét lên báo quả tù tiến đến kiểm tra. Tình hình lúc này không biết xử lý sao nữa. Cô bé vội vàng núp bên dưới chân cửa nhìn bố. Đúng lúc anh này định báo cảnh sát, cô bé nhìn lên với ánh mắt đẫm lệ đã khiến anh thay lòng. Anh liền bẻ lái muốn xin thêm một cái bánh mì mà thôi. Chỉ một cái bánh mì mà sao mày la hét thấy gớm? Thế là cả phòng nhét luôn bánh mì cho anh ta ăn. Hai bố con yêu thương nhau hết mực. Nếu không phải người có tình cảm sâu đậm thì không thể quấn quýt nhau thế này. Nhưng có chuyện đột xuất nên đoàn nghệ thuật phải rời đi sớm. Mọi người phải nhanh chóng trả lại Ji-sung. Cô bé cứ quấn quýt lấy bố nhất định không chịu rời khỏi. Yeong-gu đành phải hứa rằng con phải đi học, rồi cuối tuần nhất định chú Dan Su sẽ đưa cho lại đây. Ji-sung quắc tay bắt đại ca phải hứa. Thế rồi tóc dài mới đem được cô bé rời đi. Nhưng tiếc rằng họ ra quá muộn. Kết quả là cô bé vô tình trở thành tù nhân. Chưa bao giờ hai bố con ở tù mà lại vui đến vậy. Chỉ khổ thân các đại ca lo lắng vã hết cả mồ hôi.
bây giờ khó khăn nhất là làm sao đưa được cô bé ra ngoài. Con xin lỗi, chỉ vì con muốn mua cái cặp thủy thủ mặt trăng. Bố nhớ nói rõ ràng với ngài thẩm phán nhà bố. Tất nhiên rồi, bố đâu phải người xấu mà con. Đột nhiên nửa đêm cai ngục điểm danh đột ngột, cả phòng nháo nhào tìm cách giấu Di Sung. Cai ngục nói rằng vừa nghe thấy một giọng con gái. Hết cách rồi, anh tóc dài lại phải giả vờ bê đê. Nhờ vậy cô bé lại được sống thêm bên bố một ngày. Nhờ có Di Sung đến đây làm trò nhí nhảnh, khiến cuộc đời mỗi người ở đây chưa bao giờ lại vui đến vậy. Hôm sau nghe tin có cha sứ đến nhà tù giải tội, mọi người phối kết hợp để đưa Di Sung ra ngoài, cho Di Sung mặc đồ múa đạo hôm nọ rồi mau đưa đến. Nhưng đột nhiên cô bé há hốc mồm. Hóa ra không phải cha sứ mà là các nhà sư. Hai đạo giáo khác nhau thì trà trộn thế nào được. Kết quả là lại phải đưa Di Sung về phòng. Phía bên này trưởng trại xem ảnh hội múa hôm nọ, liền phát hiện ra đã thiếu một bé gái đâu rồi. Ngay lập tức giám thị tiến đến dò xét, rồi bất ngờ ngó xuống dưới nhưng không thấy Di Sung đâu. Hóa ra là hai người đã kịp thời bế lên cô bé, cũng vừa lúc trưởng trại thò mặt tới nơi. Trưởng trại minh hoang tức giận lôi tuột nam chính ra ngoài. Trời mưa to thế này con gái tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Minh hoang nghe thấy thì rất tức giận. Mày giết đứa khác mà lại lo lắng cho con gái mình ư? Thật là một thằng chết má. Vì chuyện này mà tất cả mọi người bị phạt, còn Yeong-gu thì bị nhốt vào phòng ngục tối tăm. Vừa được một lúc thì trại giam xảy ra hỏa hoạn, bởi một tên điên tức giận lấy xăng đốt lửa khắp nơi. Trưởng trại ra lệnh thả hết phạm nhân ra sân tập trung, còn bản thân mình thì ở lại phá cửa, rồi cứ thế xông vào căn phòng đang cháy muốn bắt tên kia. Nam chính thấy căn phòng cháy lợt nên muốn cứu trưởng trại, chẳng nghĩ gì cứ thế liều mình xông qua đám lửa cứu người. Khi tỉnh lại biết Yeong-gu là người ra tay cứu đã bắt đầu nghi ngờ. Một kẻ giết người hiếp dâm liệu có xả thân để cứu người khác hay không? Phía bên này Di Sung rất thông minh nhờ cô giáo đưa đi thăm bố, với danh nghĩa là đi tham vấn phụ huynh học sinh. Con gái xinh mà cô giáo cũng xinh, nếu không phải đi tù e rằng chúng ta đã là một gia đình rất đẹp. Tất cả cảnh này đều bị trưởng trại nhìn thấy. Ông cũng có một người con nên ông cũng hiểu được. Một người tình cảm chắc chắn không thể ra tay giết người, chắc hẳn là phải có oan sai gì đó. Vì không được thăm bố nên Di Sung kiệt sức phải nằm viện. Trại trẻ mồ côi cũng từ chối chăm sóc Di Sung. Chú ơi, chú có thể bắt giam cháu vào cùng bố được không? Câu nói này thực sự đã làm tan chảy trái tim trạm trưởng. Trạm trưởng trực tiếp cho phép giám thị mang hộp quà vào cho Yeong-gu, và bên trong là cô con gái Di Sung bé bỏng. Phía bên này Di Sung bắt đại ca Đen Su đọc chuyện cho nghe, nhưng mà đại ca không biết chữ nên cứ ấm mở. Đại ca mau đọc đi, sao cứ như cái thằng mù chữ vậy? Ngày nay ai mà chả biết đọc cơ chứ? Thậm chí Tinh Tinh với chó mèo chỉ 3 tháng cũng học được chữ rồi. Thằng nào không biết đọc chắc không phải con người luôn mất. Thôi đánh cờ tiếp đi. Phía khác trưởng trại gặp cảnh sát để tìm hiểu vụ án của Yeong-gu. Khi đọc hồ sơ liền phát hiện ra điều nghi ngờ. Một kẻ ngốc như đứa 3 tuổi làm sao có thể viết được bản tường trình liền mạch. Phía bên này cô bé Di Sung cũng được đưa vào dạy chữ cho đại ca Đen Su. Viết sai chính tả liền bị đám đàn em tranh thủ chửi ngốc. Đến cả Yeong-gu còn viết giỏi hơn. Sau một thời gian luyện tập chăm chỉ, Đen Su cuối cùng cũng đã biết chữ. Di Sung biết một chú nhớ vợ mang thai sắp đẻ nên mượn bạn một chiếc điện thoại mang vào. Quả nhiên là đã gọi được về cho người vợ. Cũng vừa lúc cô vợ vừa mới sinh con xong, mà đang gọi thì sóng ở đây quá yếu, cứ phải cho vào buồng cầu thì mới có tín hiệu để nghe. Vậy là cô vợ ở nhà vừa sinh hạ được một cô con gái. Quả nhiên là cuộc điện thoại hạnh phúc nhất trên trần đời. Hóa ra là cô bé Di Sung đã mượn điện thoại của bạn trai ở lớp. Vì sắp đến ngày ra tòa xét xử, cai ngục cũng chạy theo động viên phải khai báo rõ ràng. Yeong-gu nhớ lại hôm đó cô bé trượt chân ngã, cú trượt mạnh khiến đầu đập máu chảy ra nhiều. Cả nhóm cùng dựng lại hiện trường để điều tra cho rõ. Cuối cùng thì cũng phát hiện ra nguyên nhân tại sao lại đập đầu. Hóa ra là do cái cặp sau lưng khiến đầu bị đập khi ngã ngửa. Mà hôm đó trời lạnh âm 18 độ, có nghĩa là cô bé đã trượt chân vì vũng nước ở chợ đóng băng. Hơn nữa khi ngã lại có thêm viên gạch rơi xuống. Nhưng tại sao anh lại cởi quần cô bé ra? Thứ nhất phải mở thắt lưng để máu lưu thông, thứ hai ấn ngực theo phương thẳng đứng, thứ ba hô hấp nhân tạo và tát cho người ta tỉnh. Thì ra đây là môn học an toàn khi đi làm công nhân. Nhưng vì đây là con gái của giám đốc sở nên cảnh sát áp lực phải phá vụ án ngay, nên bắt Yeong-gu nhận tội để giữ lấy ghế. Phía khác trưởng trại đến gặp giám đốc công an xin điều tra lại, nhưng ông giám đốc nỗi căm hờn đã che mờ lý trí, chỉ muốn nam chính nhất định phải xử tử ngay. Phía bên này các bạn tù bắt đầu tập luyện cho nam chính học thuộc lòng những gì là sự thật để khai trước tòa. Học cả ngày cả đêm, kể cả khi đi ỉa, chỉ cần nói ra những gì là sự thật. Nhưng với đầu óc của Yeong-gu cũng đã là một vấn đề quá lớn rồi. Hơn nữa còn có lời khai về đám cảnh sát lừa anh cởi quần. Nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Yeong-gu cũng đã học thuộc. Đúng lúc này luật sư bào chữa của Yeong-gu cũng đến. Nhưng khốn nạn thay, thằng luật sư này sợ phật lòng tên giám đốc kia nên nói rằng anh phải chết thì con gái anh mới được sống, nên bỏ mặc Yeong-gu chẳng thèm lấy lời khai. Trưởng trại giam đưa thêm bằng chứng ông ta cũng gạt bỏ. Tôi còn phải lo giữ lấy miếng cơm manh áo của mình. Ngay sau đó Yeong-gu được đưa tới phòng chờ xét xử.
Đúng lúc này giám đốc sở cảnh sát vào thăm, liên tục đánh đập vào mặt nam chính, rồi đe dọa rằng nhất định phải chấp nhận hình phạt, nếu không hắn sẽ hiếp và giết con gái của anh. Giám đốc làm vậy vì sợ Eong-gu sẽ thắng kiện. Đến khi ra ngoài thẩm phán hỏi anh có nhận tội không, Eong-gu thực sự không biết nên làm sao nữa. Anh chỉ một mực yêu thương con gái hơn chính bản thân mình. Eong-gu sợ rằng không nhận tội thì con gái anh sẽ rất nguy hiểm. Kết quả là anh đã nhận tội. Cả căn phòng bàng hoàng sửng sốt. Người nhà của nạn nhân thì gào thét căm hận chửi rủa, còn Ji-sung thì không hiểu tại sao. Nam chính quay lại nhìn con gái, tiếp tục nhận tội để giữ an toàn cho con gái của mình. Trưởng trại tinh ý đã biết Eong-gu bị đe dọa trước khi xét xử, lập tức yêu cầu luật sư bào chữa mau lên, nhưng hắn chỉ im lặng giữ ghế của mình. Tên giám đốc nghe đến đây đã thỏa mãn cõi lòng, bởi vì căn bản khi bạn là người giàu có và quyền lực, bạn muốn cái gì thì cái đó phải theo ý mình. Còn tên luật sư chỉ vì sợ mất chức, cảnh sát cũng chỉ lo sợ mất lòng cấp trên, nên đã lợi dụng Eong-gu là một kẻ ngốc, dựng lên một những chứng cứ không có thật để phá án cho mau. Quan tòa thì cũng là bạn của tên giám đốc, lập tức tuyên phạt tử hình cho hài lòng tên giám đốc kia. Sau tuyên án, Eong-gu lại được Ji-sung đến thăm. Lần này cô bé khoe mình thi được tận 100 điểm, còn về nhà tham dự vào ca đoàn thiếu nhi, để mong được vào trại giam hát cho người bố. Nhanh chóng ngày thi hành án tử của Eong-gu được ấn định, mà Eong-gu và mọi người còn chưa hề hay biết. Trường trại vội vàng đến trường báo tin cô giáo cho Ji-sung vào thăm, xin cô giúp đỡ vì đây đã là lần cuối. Nhìn thấy Eong-gu tốt bụng sắp bị xử tử, cả nhóm không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Họ nảy ra ý tưởng làm khinh khí cầu cho Eong-gu trốn trại. Lập tức các công việc được mau chóng tiến hành, tất cả các tù nhân đều đồng tâm hiệp lực. Rất nhanh đã đến ngày hát của ca đoàn thiếu nhi. Ji-sung và mọi người đang hát mừng Giáng sinh của Chúa. Ngày mà Eong-gu bị xử tử là ngày 23 tháng 12, cũng chính là ngày sinh nhật của cô con gái. Các tù nhân đã cố tình tổ chức ra cái tiết mục nắm tay này. Tất cả cùng ra ngoài hướng thẳng đến khí cầu như một niềm hy vọng, dành cho những con người không còn biết trông cậy vào ai, rồi thả dây buộc trong khí cầu bay lên. Tất cả mọi người đều mong Eong-gu được sống. Bất chợt cai ngục nhận ra tiết mục này có gì đó không ổn. Khinh khí cầu sắp đưa hai bố con vượt ngục mất rồi. Khí cầu bay lên như một tia sáng le lói nơi cuối con đường, đại diện cho niềm hy vọng của người dân thấp cổ bé họng. Nhưng niềm hy vọng đó mau chóng bị thực tế phũ phàng vùi dập, bởi sợi dây thừng đã bị mắc lại vào hàng rào gai. Tất cả mọi người như sững hết người lại. Người ta bảo thực tế thì luôn phũ phàng. Ngày hôm sau đã là ngày thi hành án và Eong-gu đang ăn bữa cuối. Vì là sinh nhật con gái nên ai ai cũng tặng quà. Eong-gu tặng cho con gái một chiếc cặp thủy thủ mặt trăng. Nhìn cảnh này, người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải rơi lệ. Trưởng trại bất lực xé nát tờ khai đầu hàng trước sự dối trá. Phía bên này, hai bố con cũng chào tạm biệt mọi người. Ji-sung vừa đi học, còn người bố thì đem đi xử tử. Cô bé Ji-sung không biết cha mình đang bị mang đi giết, cứ ngây thơ vui vẻ ôm lấy Eong-gu như mọi ngày. Hôm nay con về học giỏi nha con, bố cũng ở lại mạnh giỏi nha. Con sẽ về nhà và giành thật nhiều điểm tốt và quay lại thăm bố. Hai bố con tạm biệt nhau bằng cái vẫy tay cuối cùng. Cô bé đếm như mọi ngày để bố quay lại, nhưng lần này đếm hoài mà sao chẳng thấy. Eong-gu không thể chịu nổi, vùng lên chạy lại. Đó là toàn bộ câu chuyện sự thật mà cô bé Ji-sung đã tường thuật lại. Quan tòa sau một hồi thảo luận cũng đưa ra phán xét cuối cùng, thừa nhận toàn bộ sai lầm thuộc về cảnh sát. Eong-gu được tuyên bố vô tội sau 20 năm bị xử tử oan sai. Ji-sung cũng tha thứ toàn bộ tội lỗi cho bên cảnh sát vì đã giết cha cô, bởi trong trái tim trong sạch của hai bố con này không hề có chỗ chứa cho lòng thù hận. Đó là một giáo lý cực đẹp của người Công giáo. Bộ phim hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật, thực sự là một điều kỳ diệu nơi phòng giam số 7, nơi 6 người dưới đáy xã hội đã được biến đổi nhờ tình yêu của hai bố con, rồi lan ra cả trại giam các tù nhân ai ai cũng muốn sống tốt. Thông điệp muốn nói rằng tình yêu sâu đậm sẽ biến đổi tất cả. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vân Anh nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.